miếng này nữa nhé.
gì may lại cho em nha. Ủa nặng thế. Dạ em cảm ơn chị. Lấy cho con nha. Cô có bỏ bắp luôn rồi. Ở này nữa. Rồi cách này đi. Lấy cho con 2 triệu. 2-3 nghìn. Được không? Thôi một miếng thôi cháu. Biến biến cái biến đó rồi biến gì đó không bị ăn. Đau à? Bị đau hôm xưa hơi bị dẻo luôn. 22 ngàn, 5 ngàn. Rồi con cảm ơn cô. Thế là bà cô. Đây để con cân cho. Cân cho. Quả đó bao nhiêu đây nào?